Triệu Thiên Cốt, mắt anh của tia sáng, anh là thần thánh, anh là thiên hạ phàm. Hôm nay tôi được gặp anh, đứng yên. Tuy tôi đã tiết lộ tiên cơ khó tránh khỏi tai nạn, nhưng định mệnh nó như vậy, dù tôi có phải mạo hiểm, tôi cũng phải coi tướng cho anh. Anh à! Cho tôi tô mì sa mạc nấu chín. Mì này chưa có qua nước lạnh, nên còn có một chất kiềm. Cá gì cũng không có mùi cá, nhưng mà để đền bù, cô đặc biệt thêm chất cà ri vào làm thành cá viên cà ri. Nhưng làm vậy thiệt là ngây ngô, bởi vì thời gian cô nấu hơi ngắn, nên mùi cà ri chỉ có bên ngoài, không có thấm vào trong. Khi ngâm trong tô mì lại chảy ra ngoài. Một viên cá viên ngon như vậy bị cô làm cho không còn mùi cá lẫn mùi cà ri. Thất bại rồi. Củ cải cũng không có lựa chọn, còn hơi cứng à. Nhà cô nấu quá chín rồi, thất bại rồi. Tiết heo ngâm quá lâu rồi, gấp đến bể thì là thất bại, càng thất bại. Tệ nhất là cái ruột heo, cô chưa có rửa sạch sẽ, còn có cục phân nè, cô làm ăn gì kỳ vậy? Nè, có phân nè. Uầy, có cục phân nè. Uầy, có cục phân đây nè. À, lấy nó ngửi đi. Cô đừng có giỡn nha, tôi nói cho người ta biết rằng cô có phân đó. Hơi nói hết gì, cái gọi là mì xà bần có ai cục phân có lại gì đâu. Trả 23 đồng đi. Cô trả tôi hả? Thế hơi, đứng nói cả buổi trả tôi 30 đồng để đi khám bệnh đi. Hơi, để tình tôi đi, dù sao tôi cũng là thần ăn mà. Thần ăn? Thần ăn. Hả? Chán ảnh của Triệu Thiên Cốt, cặp mắt anh của tia sáng, anh là thần thánh, là tiên hạ phàm. Tôi được gặp anh rồi. Tôi đã là thần tiên nổi danh ở khu vực này rồi, tôi cần gì cô bói cho tôi? Ê, tôi chỉ kiếm ăn thôi, anh cần gì nặng lời vậy? Đồ khốn nạn. Đồ chúa chết, 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 đồ chúa chết. Cuộc thi đua của các đầu bếp trước danh ở Hồng Kông bắt đầu. Trọng tài đêm nay của chúng ta là ông thần ăn. Trước tiên thần ăn sẽ ném đồ ăn của đầu bếp tủ đầu Đại Long Phụng là món cơm xào hoàng đế của Long sư phụ. Ngon. Ông ta có thể lấy gạo để vào bên trong con tôm rồi đem đi hấp, rồi lấy vào ngư các phẩm nguyên chất ép ra nước, rồi đem xào cùng với thực phẩm quan yến. Xe bề ngoài thấy là món cơm xào bình thường, không có gì lạ. Sự thật rất công phu, có kỹ thuật cao siêu, thật là xứng danh vua xào cơm ha. Rất tiếc có chất nước quá nhiều, cơm quá mềm ảnh hưởng đến khi nhai. Tại gia đã sơ sót thưởng thức cơ bản nhất trong khi xào cơm, là phải dùng cơm cách đêm đem đi xào. Vua xào à? Zero. Tiếp theo thần ăn sẽ thử món cẩm tú đa vị ngư của sư phụ Lưu Tam, là đầu bếp ở tử lầu Cẩm Giang. Wow, ông ta lại dùng đầu cá tù mì, lưng cá mú, cắt ba miếng, lấy thân cá lạp và gắn vào đuôi cá mẹ, bắt đầu ráp lại một con cá mới, còn đem chân nửa bên, chia nửa bên. Mỗi món cá có hai cách ăn, còn có mùi vị và mười thứ khác nhau. Còn cái này quả thật giống như là bị bức xạ vậy. Nói thấy là muốn mửa rồi, anh còn kêu tôi ăn nữa. Zero, đem về từ kiếm thảo đi. Tại vì đã có thêm cục cá rồi. Đâu phải có thêm cục cá, mà đã thêm vài cục cá rồi đó. Là đã thêm vài cục cá rồi đó. Bây giờ là thứ đồ chay của Ngự Thiện Phường của sư phụ Trần Đông, gọi là Kim Lâu Phật Y. Ý, món ăn đồ chay này tài liệu biến quá phong phú, dùng dao rất là khéo léo, tạo hình nó lại nổi bật. Cả đồ hữu khó điều khác vậy, anh cũng điều khác được. Điều khác bao lâu? Điều khác hết cả ngày. Vậy thì chỉ có biết điều khác thôi. Hồi thúi rồi, anh có ngửi thấy không? Tôi ngửi thấy rồi, nhưng mà tôi làm cái món này là để chứng tỏ đạo pháp của tôi. Vậy anh làm ơn giơ cái bàn tay trái ra, lấy ngón tay giữa ra,
anh đều khác hả? Khứa vào ngón tay của mình. Hoan hô. Bây giờ là tới món ngỗng quay càng khôn của đầu bếp Dương Chấn Thiên ở khách sạn Ngũ Dương. Xin mời. Coi bộ lần này ông nắm được giải quán quân rồi đó. Đã nguội rồi. Về đâu? Đi về. Khoan đã. Món này có tên là ngỗng quay càng khôn. Đương nhiên là càng khôn chứ. Trong này tất cả toàn chim xe xẻ. Chim xe xẻ này thấm thêm mùi ngỗng quay, còn giữ được hơi nóng, nhã nhặn bây giờ thì rất là thích hợp. Ngay cả cái chi tiết này Tùng đã tính toán xong rồi. Thật ăn, ông không còn lời gì nói nữa chứ? Hay thiệt, đầu bếp quán quân lần này đã xuất hiện rồi. Khoan đã, cũng vẫn là con gì đâu hả? Sao vậy hả? Tại sao vậy? Tại vì quá là rất xấu xa. Đều có phải, chim sẻ sẻ đây 100 con lượng một con, cho dù là bất luận thân hình diện mạo toàn là số 1. Tôi không phải nói chim xe xẻ, tôi đang nói anh đó. Tôi xấu xa? Uầy, tôi xấu xa có quan hệ gì chứ? Có quan hệ. Xin hỏi khi ngó thấy cái mặt của anh á, còn có tâm tình gian được hả? Nên tôi còn không dám ngó anh. Tôi xấu xa có tội tình gì? Có tội. Anh là một anh đầu bếp, phải suy nghĩ đến tâm lý tỉ mỉ của khách hàng. Giống như là nữ minh tinh đóng phim con heo vậy, cần phải động vú để cho khán giả được thoải mái. Anh có tài của anh, nhưng đi sửa sắc đẹp rồi mới nói nha. Không ngờ thằng ăn đối với thức ăn yêu cầu khắc khe như vậy. Làm sao có thể nấu được món ăn hoàn mỹ không bị chê chứ? Nói đến chuyện nấu đồ ăn, quan trọng nhất thì chỉ có chữ này. Món ăn thẻ hồng tiên nữ đãi qua này là món ăn tôi tặng cho tất cả mọi người. Là một chữ tâm. Không sai. Chỉ có dùng tâm mới có thể làm được món ăn ngon nhất. Quá. Quá, tiệc là ngon quá đi. Ông ta kiêu ngạo, nhưng lại có lòng nhân đức. Ổng không khoe khoang, nhưng lại được muôn người tín ngưỡng. Ổng có thể lấy lửa mà thần ban cho nhân loại, vận dụng được cực kỳ cao siêu. Ổng có thể làm cho món ăn siêu cấp, có thể gọi là nghệ thuật của lửa. Có phải ông ta là hóa thân của thần tiên, hay là sứ giả tới từ địa ngục? Không ai biết được. Nhưng mà có thể khẳng định, mỗi một người đều tặng cho ông ta một danh hiệu. Đó là thần ăn. Chỉ nói là quá thân của thần tiên được rồi. Anh cần gì phải nói là sứ giả đến từ địa ngục chứ? Địa ngục qua có mắc nói gì tới tôi đâu. Tôi chỉ nói thêm chút bí ẩn giùm anh thôi mà. Thiệt gì sao? Chừng nào mới đến thì tôi muốn đây. Có chút bí ẩn? Bí ẩn của mẹ của anh hả? Trong cảnh bí ẩn rất đèn tối, chỉ có ngọn đèn chiếu vào thần anh, chiếu vào thần mình, anh giống như con ma vậy. Anh còn cho rằng không đủ bí ẩn hay sao? Bây giờ tôi không phải quay phim khủng khiếp đâu anh bạn. Đạo diễn kêu tôi làm đó. Anh đi kiếm người giết chết đạo diễn đó giùm tôi đi. Rồi anh đi kiếm người giết chết anh giùm tôi nữa. Chỉ có thằng cha đạo diễn vô dụng như vậy mới có người đứng giới thiệu vô dụng với anh. Cả đội bên phối hợp với nhau mới có thể hạ bại được tôi. Anh muốn phá tôi phải không? Xin lỗi nha. Lần sau tôi bảo đảm sẽ có kịch bản. Bây giờ anh tôi là thứ vô dụng, anh là cái thứ vô dụng. Anh phải nhớ là cái thằng vô dụng, anh đừng có đi ra ngoài, anh lết ra ngoài được rồi. Các chị sư phụ, các chị cần nhập rồi. Không có gì. Cho cùng mọi người biết rồi. Tôi cứ ráng học theo anh. Tôi sẽ học hỏi anh. Tôi cũng học hỏi anh luôn. Ê, không cần vậy đâu. Có cần giúp đỡ gì cứ kêu chúng tôi. Biết rồi. Chân thành tôi rất cảm ơn lì xì của anh. Anh biết để nhận được lì xì của tôi hả? Anh biết để nhận được tiền của tôi sao? Vậy ta đừng có la ôm sùm tại hiện trường. Tại vì tôi quá nhập vai mà lớn tiếng vậy. Không phải nói lớn tiếng là nhập vai đâu Dương sư phụ. Đặc biệt là câu nói sao chót của anh nói quả thật là ngon. Câu nói đó của anh là quá giả dối đi.
dù là người nuôi em cũng biết anh đang đóng kịch đó mà. Anh có đạo đức chức nghiệp hay không? Lúc đó đang làm bánh sủi cảo, về nước xâm dưỡng mình làm cho. Tôi đã làm sủi cảo về nước xâm dưỡng rồi, mà không tôi sao giết được cái chữ đó. Chuyện này anh đã biết trước rồi mà. Tôi khó chịu lắm. Tất nhiên là khó chịu rồi, giờ bắt anh khó chịu nè, biết không? Anh còn trả lời tôi nữa. Anh tưởng anh có bản lĩnh thật sao? Anh có bản lĩnh thì anh đứng đây chỉ dạy tôi, chứ không phải tôi đứng đây dạy anh đâu. Anh thật là ngu như heo. Nếu tôi còn nóng nảy như hồi 2 năm trước hả, thì tôi đã đá anh té xuống đường qua viên rồi. Rồi đem anh treo quảng trường hoàng hậu đánh đập vào thay anh. Thiệt tình. Anh lập tức ngậm cái nuôi thuốc này rồi ra đứng ngoài kia cho tôi. Anh là quá thật ngon cho đến chừng nào tôi vừa ý mới thôi. Ông chủ à, chúng tôi không có quý niệm ông nữa. Thôi chúng tôi đi nha. Xin lỗi. Alo. Được rồi. Có bao nhiêu mua hết cho tôi. Bao nhiêu cũng mua. Nhớ nha. Quay. Cổ phiếu đại khoái lạc của anh đã lên giá nữa rồi. Sao nói cho tôi biết. Vậy sao? Tôi cũng đâu biết. Bản thân của tôi cũng không biết mà. Mình đang chuyện làm ăn đã. Tôi có món giật mượn danh tiếng của anh. Nè, mời anh coi. Là chiếc miệng liền. Nghe gì? Giờ mì ăn liền đang bán tại thị trường có đến 53 thứ ngạch kinh doanh trong một năm, là 1.300 triệu chén mì ăn liền. Có đến 33% trong số mì này cạnh tranh rất là gắt gao. Bề ngoài rất đẹp. Thằng cháu của tôi sùng bái anh lắm. Richard, kêu Steven đi. Steven. Ê, Richard này cũng rất giỏi đó ha. Em chắc đã tiếp nhận sự giáo dục cao. Tôi học đại học Harvard bên Mỹ. Đại học Harvard bên Mỹ. Tôi còn học đại học Cambridge bên Mỹ nữa. Đại học Cambridge hả? Lấy hai cái bằng thạc sĩ. Để tôi giải thích sự thiết kế cho ông nghe nha. Anh muốn làm gì? Anh bước tới đây làm gì? Ngồi bên kia nói thì nói đi. Chỗ này đã chưa bước tới gần hay sao? Quê quán anh ở đâu? Triều Châu. Phù đi già bố, anh không biết lễ phép sao? Còn nói là thi đậu thạc sĩ, anh thi đậu cấp bằng ăn cứt hả? Mày qua bển làm gì? Người ta kêu mày đi ăn cứt đó, mày có nghe chưa? Ê thôi, đừng có làm cho nhỏ nó xanh mặt. Cái thằng này á, tôi không dạy nó thì không ai dạy nó. Anh phải bình tĩnh, đừng có đụng tay nha. Nè, quay. Phải. Lên. Ngoan ngoãn, cười lên đi. Hey. Cái chén mì này tôi thấy cái gì hơi tệ chút. Sao mềm xèo không căng thẳng vậy? Chỉ làm để ăn thôi, căng thẳng làm gì? Bộ đánh bóng bàn sao? Có ai nói không thể đánh bóng bàn được như vậy hả? Té ra nó còn nhảy được đó. Ê, uống đi đồ đinh bạn. Ê, anh bạn hả? Nè, cái vụ này chừng nào thì anh có hứng thú kiếm tôi đây? Cho dù xuống biển lửa, lên núi dầu xuống chảo dầu. Thật là bản thân. Thật là bản thân. Anh phải giúp tôi nha. Tôi trong kệ anh đó, uống ly hợp tác. Nè. Tôi có một số thịt bò bán rẻ, nếu như anh cần cứ điện thoại cho tôi. Có bò ngư sao anh không kêu tôi mua? Ê, cái gì, tránh giùm. Cho tôi vài phút nha, tôi là Đường Ngu. Tôi là học sinh tốt nghiệp, lần thứ 105 có học viện làm bếp ở Trung Quốc. Tôi là bếp ngon lắm. Phải rồi, anh nấu ăn ngon thì cả đời sẽ làm ăn mày. Mình đi mướn những thằng điên vậy không xong đâu. Tôi không quen với ảnh, bộ không phải bộ hạ của anh sao? Anh cũng mập, anh tôi cái gì nào? Tôi không phải nhân viên cái này, tôi đi ngang thôi. Hả? Thật ra tôi rất ngưỡng mộ ông, cho nên tới đây coi. Ông Tần Ngân à, cho tôi cơ hội nha. Dù là cơ hội hầu hạ ông. Cái anh chàng khốn nạn này. Hậu vệ. Gì vậy? Bắt nó. Tôi nói bắt nó hồi nào? Anh rất muốn theo tôi hả? Phải, làm gì cũng được hết. Vậy anh đến thang máy ngồi ỉa đi rồi mới nói với tôi. Đây. Thằng mập này cũng khá đó. Sáng ngày lúc 9 giờ anh đến từng bóng mốt kiếm cô Amy. Vậy sao anh làm vậy? Làm gì? Tôi thích vậy đó. Anh thích gì thì làm vậy hả? Nè, như vậy mới gọi là quyền lực. Cảm ơn. Cảm ơn ông. Thì là cảm ơn nhiều. Chuyện gì? Ông chủ tới đây ăn cơm, lấy xe chai rượu chát, cho nên ông đang nổi giận đó. Vậy anh lấy chai rượu nào lên trển? Chai 82. Chai này 82 rồi. Tôi lấy lộn 83. Như vậy còn không nhanh chóng lên trển? Phải rồi, đi.
bao nhiêu à? Chai này là chai 82 rồi. Ôi à, ôi. Anh đói bụng chưa? Ờ. Ngồi xuống ăn đồ ăn đi. Tại sao lại như vậy hả? Thật ra tôi là người tốt lòng. Tôi cũng có lòng trắc ẩn mà. Tụi anh không thể đoán được tôi đâu. Ăn đồ mau đi. Ồ. Tại sao lại như vậy? Tôi đã ngồi đối diện với anh rồi đó mà. Anh không thể đoán được ý của tôi đâu. Ăn đồ ăn đi. Hả? Một lần đã đủ rồi, còn muốn lần nữa hả? Wow, nếu đang đoán được tôi muốn làm lần nữa thì tôi còn mặt mũi gì? Nếu thật vậy thì sao được? À, phải ha, phải ha. Tôi thì là khờ. Tôi cũng đoán được ý của ông. Tôi nói chuyện nói danh hai lần rồi. Nếu để tôi có một phần bếp tôi anh đói tôi được á thì tôi không phải là thợ ăn rồi. Quang ngô thợ ăn. Cần gì phải nói, tôi ăn chắc. Quang ngô thợ ăn. Bàn á dùng bàn nhỏ, ghế thì dùng tòa ghế thấp, đừng có để bọn họ ngồi thoải mái. Ăn rồi thì phủi đít bỏ đi, ống nước thì phải dùng ống thật to, nước ếch để cục đá bự, nước ngọt thúc hơi là hết rồi đổi ly khác. Anh không phải mới đến làm việc bắt tôi dạy sao? Anh đừng chỉ biết gật đầu, đi làm đi mau lên. Ông Châu, xin mời cắt dây. Ờ, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, xong rồi, À, sư phụ à, xin chúc mừng ông. Thank you, xin mời doanh đoạn đi. À, xin mời. Hey, anh lại mở thêm một tiệm đối diện tiệm khoái lạc của tôi thì là không thể nói được nha. Có thể gì không? Hey, nói thiệt mà. À, ông Châu à, chúc mừng ông nha, chúc mừng ông. Chúc mừng, chúc mừng. Được rồi, tiếp theo đứng lên chúc rượu. Ai mà ngưỡng mộ tôi đến đây tặng quà cho tôi vậy? Là thiệt đó, có người ngưỡng mộ mà. Hả? Là nữ học sinh rất dịu dàng, rất thanh nhã, chờ ông lâu rồi. Hả? Sao lại ngộ vậy? Wow, sao lại ngộ vậy? Hi, thiệt tình, sao lại ngộ vậy? Thiệt ngộ đó. Anh đang chờ. Sao ngồi vậy? Ấy. Bye bye. Ông Châu à, tặng quà đó. À, phải, tôi biết rồi. Đi được chưa? Đang chờ anh nè. Các vị, bữa nay chúng ta chúc mừng chi nhánh đường chiều tiệm thứ 50 làm lễ khai trương và bắt đầu rồi. Giờ là nửa chọn, cho xong có thể mời tới một chiều bếp. Nhưng chúng ta nhân dịp còn chút giờ rảnh, tôi muốn giới thiệu với các vị đường chiều vừa mới sản xuất buổi cơm mới tình đầu ghi tâm tạc giả của đôi tình nhân vàng bạc. Khổng Tử và Giê-xu đều có nói mối tình đầu đẹp vô cùng, cho nên chúng tôi lựa đề tài này và chúng tôi dùng tài liệu rất cao quý. Mỗi bữa cơm này chỉ bán có 99 đồng 99 xu, không cần dùng đến 100 đồng. Ăn bữa cơm này sẽ tặng thêm tấm vé. Tặng để dành đủ 5 tấm vé tặng, cộng thêm 99 đồng 99 xu thì sẽ đổi được cái khúc xương ghi tâm tạc giả này. Cái khúc xương này bởi vì thần ăn tôi khai quang nên có công hiệu kỳ diệu vô cùng đối với nam nữ vừa luyến ái với nhau. Cộng thêm thần chọc của Ấn Độ thì nhổ thần cánh. Tôi đề nghị thầy anh thì phạm món ăn này làm kiểu nào đi. Hey, tôi không thể múa điệu trước mặt thợ. Nếu tôi làm không tốt thì xin các vị đừng cười tôi. Nếu làm không tốt đâu phải là thần ăn chứ. Quang anh, quang anh. Trước tiên chúng tôi bỏ nhiều tiền để mời một cặp heo đang luyến ái với nhau. Thừa cơ tụi nó không để ý thì thọc tiếc. Đồ dùng máu của tụi nó là huyết heo mà. Ê, là huyết heo đang có tình yêu nồng nàn. Sao rồi, anh thấy máu của đồng loại của anh hơi đau lòng hả? Thôi.
Tiếp theo thì tôi chiên da của tụi nó thành màu vàng kim, tức là da heo. Ấy, là da heo kia có mối tình cứng rắn hơn vàng. Thì cũng là da heo. Rồi lấy cá tương tự Paris, cả đời của nó chỉ luyến ái một lần. Cạo thịt nó nhồi làm cá viên, rồi đổ cà ri Ấn Độ của tình cảm vào đó. Cá viên cà ri? Viết heo và heo cá viên, cổ củ cải hả? Hey, cái anh này thiệt là nhiều chuyện. Ở đây không cần anh đi chú đãi khách giùm đi. Tất nhiên không thiếu được củ cải mọc trong rừng đại hàng, làm đại biểu cho thiên đường địa cũ. Và còn có khúc ruột heo rất là thơm tho ngon lành này, đem để nó lên trên đống mì còn chưa có nấu, nhưng đã rất ầu yếm với nhau. Như vậy cả gia đoàn tụ ăn tô mì xảo bên lề đường. Ê, tô mì này bán 99 đồng 99 xu, còn mắc quá không vậy? Ê, nhưng mà tô mì xào bằm này không dễ gì nấu ăn được ngon đâu. Cái gì càng đơn giản càng có làm có phải không hả? À, anh này tôi nói ý nghĩa của nó anh là vậy đó. Được, để tôi ăn thử coi mì xào bằng thế nào. Ừ, cái gì cũng mua cà ri cũng không mua thất bại. Sao hả? Còn da heo đã quá chín đã thất bại rồi. Sao? Quyết heo ngàn bỏ lầu gấp là bể. Củ cải lại không lựa chọn dài tới cơm cơm. Ồ vậy hả? Thì đúng là thất bại trong thất bại. Cái ruột heo này còn chưa có rửa sạch đó. Làm bằng kiểu gì đi? Hả? Trời ơi, rồi vậy? Mọi người anh biểu diễn sao? Giờ tôi biết anh giỏi rồi. Trở vào trong thoa son phấn lại đi. Ông làm ăn như vậy có lương tâm không hả? Hổ vệ. Con cục xương này, mỗi đêm tôi đến tôi đánh lụm về. Ông trả ngay bản tới 100 đồng. Ông lừa bịp khách hàng như vậy, tôi tuyệt là chướng mắt đó nhờ. Tôi không giúp cho ông làm việc nữa đâu. Ông là cái gì thân ăn chứ? Ngoài việc lừa bịp ra, ông biết đấu đoàn hay sao? Ông biết sao đổi sao chứ? Anh cản nói tôi đi về trước. Ê, người ta đang hỏi ông kìa. Trả lời rồi mới được đi. Nói gì? Ôi, sao đánh người ta vậy? Con mẹ nó. Ông cũng có tư cách là thân ăn. Tôi muốn tranh luận nhanh ở đây, anh đừng có nói nữa. Ông không có tư cách bán mì xào bẩn bên lề đường đâu. Xin lỗi nha, anh không phải là người trong tập đoàn của tôi. Anh còn đứng nói bá láp nữa, tôi sẽ kêu cảnh sát đó. Anh không có tư cách gì đứng nói chuyện trước mặt của tôi. Tôi mới là thần ăn đây. Anh xách chạy cho tôi đó hả? Anh cũng không đủ tư cách. Anh mà muốn chơi với tôi không sợ anh đâu. Chơi đi. Tôi kêu người ta giết hết cả nhà anh cũng được đó. Vì hiếp được vô dụng rồi. Có người đến đây phá đám, không được cho bán. Ông cứ giữ cầm chờ chứng minh đi, cho mọi người biết ông biết đấu nước. Làm đi. Tao không biết hả? Để lại. Trong tư cách là một đầu bếp, cả sức lực cầm dao cũng không có nữa. Hey, ông mày ổn kìa, nội tâm cầm hậu quá đi. Trời dễ sợ quá. Anh chặt thành mau đi. Để vừa ngu tôi nói cho ông biết, làm sao mới nấu được tôi mì sao bừng. Tôi mới là thần ăn chánh chống đi. Tôi thật đoán công trà. Tôi quả thật đoán công trà mà. Tôi làm sinh tốt nghiệp lần thứ 105, học viện đầu bếp Trung Quốc. Tôi nấu đàn rất là ngon. Nấu đàn ngon thì ăn xin đi, ăn xin cả đời. Thần ăn tuyệt vời. Tôi mới là thần ăn chánh chống. Thưa ông Châu, có 50 mấy người khách của ông ăn bíp steak ở trong tiệm của ông, cảm thấy đau bụng. Chúng tôi hoài nghi ông dùng thịt bò chạy lậu của An Ly. Bây giờ mời ông theo chúng tôi về hiệp trợ điều tra. Vậy, tôi có một số thịt bò bán rẻ, nếu nhìn cần cứ điện thoại cho tôi. Thank you.
làm cho chân hẹp. Ông múc nước với mua thiệt to, nhớ đá mới làm cho thiệt to. Quay tay với chiếc thiền nóng, để tôi để nay và thấy khác nước. Những chuyện này anh đã biết rồi, không cần phải dạy cho anh nữa chứ. Làm như vậy đâu có ích gì, ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ con đó. Lúc trước Steven mà chuyện phê bình các anh trà, có đánh các anh không vậy? Không có. Đừng chậm tới tôi. Hey. 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 Đừng ghét tôi nha, tôi là người tốt đó. Tôi là người tốt đó. Khi ảnh ra ngoài. Cô gái không có lựa còn hỏi cớ cô thất bại. Dạ heo của nó quá chính chính đấy đã. Cô thất bại. Huyết heo ngầm quá lâu gấp đến nỗi là bể. Thân là thất bại càng thất bại. Tại nhất là các ruột heo. Cô chưa rửa sạch nữa còn có cục phân nè. Cô làm ăn gì kỳ vậy? Đã nói là mì xào bằng rồi, có dính chút phân cái gì lạ đâu. Trả 23 đồng đi. Trả cho tôi hả? Hả? Hey à, tôi đứng nói đã lâu rồi á. Trả tôi 30 đồng đi khám bệnh đi. Chưa. Để tình tôi đi mà. Dù sao tôi cũng là thần ăn đó. Thần ăn? Thần ăn. Ờ. Ê, tôi không phải nói chơi đâu, nói thiệt đó. Ê, cô giúp giùm tôi đi. Là anh em cho tôi vài đồng vài cắt cũng được đó mà. Ê, cô cho tôi bao nhiêu cũng được. Làm ơn đi. Ê, giúp giùm tôi đi. Ây da. Ây da. Làm chết mẹ mày nè. Làm chết mẹ mày. Làm chết mẹ mày. Thôi được rồi. Đừng trở ra người ta làm em biết không? Được rồi. Coi chừng nha mày. Có sao không? Ê, không sao, không sao. Wow, cái lỗ mũi làng trầu đây. Ai muốn chè không? Lần này quá thật phải đi khám bệnh mới được. Cô cho tôi chút đỉnh đi. Muốn kiếm chuyện hả? À, không có gì, không có gì. Xin lỗi vậy đại ca. Nếu anh muốn chơi, tôi chơi với anh. À, đừng, đừng, đừng. Tụi mình là bạn thân với nhau mà phải không? Anh bạn anh, tôi là thằng ngang á. Xin lấy mặt giùm nha. À, tôi xin lỗi, xin lỗi. Cho tôi xin lỗi anh. Ây da. Ê, chuyện gì đó? Đập đập cha. Mày dám tới đây kiếm ăn hả? Chặt bàn tay của nó đi. Đánh chết mẹ nó. Nè, chuyện gì đó? Hè không có gì hết. Để tôi đập nó. Hè tôi nói không có gì, đi đi. Để tôi đập nó mà. Hè không có gì, đi đi. Làm ơn đi ra. Thấy hơi đói. Nhắn cái gì? Ăn gì cũng được. Đứt ngon, đứt ngon. Ê, muốn gì, muốn gì, muốn gì? Dặn hỏng lại đi mày. Trời ơi, muốn gì mày? Ê, 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 đồng ngỗng, tôi chẳng qua là một phụ nữ. Anh muốn ăn hiếp tôi á, chẳng hiếp đi.
Nhưng mà trước tâm phúc của chú công, sau khi uống rượu say chém tôi một nhát lên đầu, tôi liền cầm lấy hai con dao từ đường xấy cung chém ảnh tới đường công chúa. Tứ phương còn có ai không biết tôi là con gà tây sông đao. Hồi 12 tuổi tôi đã đến đường miếu kiếm ăn, còn có chuyện gì mà tôi chưa từng thấy chứ. Bây giờ nhận mấy cái bằng gốc nạn này đến đây phá đám chỗ của tôi. Anh nói gì? Gà tây, cô nói gì? Nếu tôi phá đám chỗ của cô Hà chắc chắn không đẹp hết người như vậy đâu. Tôi tới đây để nói cho cô biết, sau này tôm phú quý để tôi bán. Anh nói bán là bán hay sao? Bộ anh là thiên dương lão tổ hả? Vụ bò duyên tôi còn chưa tính toán với anh. Nếu tính như cô tôi đâu có về ăn cơm. Tóm lại, bò duyên thì đôi ba đều làm, còn tôm phú quý do tôi làm. Vậy thì cũng nói đến lời cũ rồi. Giờ nói lời cũ với cô, đây tụi mình thương lượng với nhau, chia 4-6 đi. 4-6 không được, tụi anh 4, tụi tôi 6. Cô nói sao? Tôi nghe làm hả? Hay là 9-1, tôi 9, cô 1. Nói cái gì? Bây giờ là mình đứng dậy, đứng dậy. Nè, tao uống rồi đó, nè, mày chơi đi, cứ chơi đi. Dù tôi cho cô bán hết tôm phú quý thì sao? Cô biết làm sao? Tôi có biết, biết hả? Món ăn xào tôm phú quý của tiệm kỳ ký chúng tôi giờ đã nổi danh lần tiếng ở vùng này rồi. Còn nữa nha, tỷ lệ giữa ớt và muối rất vừa phải. Còn chảo dầu mỗi đêm ra đều đổi mới, bảo đảm chúng tôi dùng toàn là dầu mới chảo dầu lửa rất là nóng, cho nên vỏ tôm cũng được xào đến giòn. Nếu xào vậy thì đâu có mùi vị tôm phú quý nữa. Ai đang nói xì xào gì đó? Tôm phú quý luộc của chúng tôi có mùi vị rất ngon. Tôm luộc? Cô là bò duyên như cục các bò của cô đi. Anh là bò duyên có bài môn nữa tới tiệm muốn phá đám đó phải không? Bò duyên cô có bán để tụi tôi bán cho. Cô một tấm bài tốt cũng không biết. Cãi làm gì? Hai thứ hợp lại là phú quý bò duyên đi, đồ ngu. Ai đó? Thằng nào? Thằng này dám xé miệng vô? Lão đại đang nói chuyện, thằng nào cãi ngày dám xé miệng vô đây? Đừng quan cái bộ hạ của tôi, bộ hạ của anh không xé miệng vô sao? Bộ hạ của tôi có bán là đồ mất dạy, chắc chắn phải tụi nó xé miệng vô. Vậy hả? Nói từ nữa cãi làm gì? Hai thứ hợp lại là phú quý bò duyên, đồ ngu. Có đồ ngu hay sao? Chắc chắn là có tôi, nổi tiếng là Thuần Phong nhỉ? Anh nói trước. Cãi làm gì? Hai thứ hợp lại làm phú quý đồ duyên đó, đồ ngu. Không phải mày. Mày. Cãi làm gì? Hai thứ hợp lại làm phú quý bò duyên đi, đồ ngu. Mày. Tôi có cần nhúng gì nói mới được hay không? Ê, tùy mà. Quên cha đó rồi, xin lỗi. Nói. Cãi làm gì? Hai thứ hợp lại làm phú quý bò duyên đó, đồ ngu. Mày. Ôi. Đừng cãi nhau, hợp lại làm phú quý bò duyên đi, đồ ngu. Mày nói con mẹ gì đó? Nói tiếng Phú Kiến. Tiếng Phú Kiến, mày đi quê cãi ruộng đi. Cãi làm cái gì? Phú quý cãi làm gì bò duyên? Phú quý hợp lại thành bò duyên hả? Mày cãi làm gì? Hai thứ hợp lại làm phú quý bò duyên, đồ ngu. Mày cười gì nó mau, nó mau. Cãi làm gì? Hai thứ hợp lại làm phú quý bò duyên đi, đồ ngu. Mày cãi làm gì, đồ ngu? Mày cãi làm gì? Hai thứ hợp lại làm. Khoan, mày nói lại lần nữa. Tao kêu mày cãi làm gì, đồ ngu? Mày nói cho rõ lần nữa coi. Cãi làm gì, đồ ngu? Tổ cha mày chính là mày rồi. Quay tụi nói tác giả cũng nghe được sao? Cái tiếng mày đặc biệt như vậy á, làm gì không nhận ra được chứ? Gà tây, người của cậu đó, cậu tính sao đây hả? Đưa về đây. Thằng khốn nạn, tối nay mày cứ nói xù xì hả? Không biết nói nhỏ sao? Muốn đứng con là cái hay là ngốc đây? Tôi muốn cắt móng tay. Hả? Anh ở trong địa bàn của tôi, không ai được quyền chém ảnh. Vậy là cô muốn gì? Ảnh là người của tôi, tôi không bảo vệ ảnh, tôi còn bắt bố gì nữa? Vậy nó vậy còn cần nó đến lại rồi. Tránh ra. Con mẹ mày. Đứng yên lại. Tất cả đứng yên. Gà tây, tôi đã suy nghĩ rồi. Tóm lại về sau tao phú quý bò viên, tất cả mọi thứ đều vô cậu bán. Vậy được rồi chứ. Xin cảm ơn cô. Lục huynh đệ đừng nói cách xấu. Người trong tình nghĩa như cô vậy thật thật rất hiếm có. Thank you.
Quý bộ diện chính đó. Tại sao nó nhảy như vậy? Bởi vì chính giữa bộ diện có lỗ trống. Nguyên lý nó là gì? Người ta đã nên bồng trong đó có không khí như vậy đó. Quay, tôi muốn ăn thử miếng được không? Còn không mau. Thiệt là ngon. Ngon hả? Ngon. Nhờ cô ta đó. Cô gà tay có sức cổ tay rất ghê gớm. Chỉ có cổ mới có thể làm được bò gì ngon như vậy. Bởi vì chúng mình có biết bò cũng liên tục tầm 26.800 mấy chục lần như vậy đó. Nhưng phú quý bộ diện phú quý như thế nào hả? Anh muốn tại gì thử coi sao. Chỉ có cảm giác như là thoát tục và mùi vị của thịt bò, mùi vị của tôm phú quý. Khi hai thứ này hòa hợp với nhau ha, chỉ có ngon hơn chứ không có thua gì thịt cá mú. Thậm chí là còn có thời hơn mối tình đầu của tôi. Người ta nói cử đầu giọng minh nguyệt, đề đầu từ cố hương, thơ hay thơ hay. Nè đại ca, có sao không vậy? Tránh ra. Bò viên rất là ngon. Tôi đã đặt tên cho nó rồi, là bò viên phú quý sao tư. Lần này tôi nghĩ chắc là phát tài rồi. Đừng có tưởng tôi điên nha. Nếu vậy phát tài vậy tôi cũng biết nói rồi. Tôi tin ảnh. Mình phải làm sao? Phải mở cửa tiệm làm cho nổi tiếng, kiếm được số tiền lời trước đã. Vậy là tôi có thể đổi cái máy karaoke mới rồi. Ra tay. Cô nói rằng không sợ người ta cười sao? Phải mua một ngôi nhà cho người ta mướn, như vậy mới có lý tưởng. Đúng vậy. Nếu đổi lại là tôi á, tôi mở một chi nhánh. Một tiệm thành 2 tiệm, 2 tiệm thành 4 tiệm, 4 tiệm thành 8 tiệm. Rồi thì vào thị trường chứng khoán. Tiếp theo vào tập đoàn tư sản. Rồi thì chơi chứng khoán. Làm luôn địa ốc có biết không? Tiếp theo hả? Chia vào thị trường chứng khoán. Đến chừng đó chỉ lấy lợi tức cổ phiếu không biết tính thế nào. Anh cười cái gì? Anh hiểu sao? Đâu hiểu gì đâu, nhưng mà nghe cũng rất đã tài. Quý bà như thế nào? Ăn xong cơm mới tới đáy nè bà. Thiệt ngon vô cùng.
miễn phí dạ gì không ăn. Cho một chén tôi cô. Hey, vậy là con người mở cửa hàng rồi. Đã bước một bước gần ngưỡng cửa thị trường chứng khoán rồi đó. Mau lấy bản báo cáo cho tôi. Tôi liền. Anh chịu ăn rồi. Là chỗ này. Chào vô anh em. Miễn phí cách thức ăn tự nhiên đi. Đây. Sao tôi từng trách đi, các người tướng thiệt sao? Làm việc đi. Kỳ này chuyện xôn xao trong thành thị là chứng bệnh chán ăn mà làm cho các bác sĩ nhức đầu nhức óc. Không về nhà tôn phú quý bò dân này điều trị được. Khuôn chi trong thời gian ngắn ngủi làm cho đầu đường xó chợ ai cũng đều mua ăn. Té ra người phát minh món tôm phú quý bò dân này là do nhân vật truyền kỳ của giới ăn uống, tức là tiền chủ tịch của tập đoàn ẩm thực đường Triều Long Steven, được người ta tặng danh là thần ăn. Ý ông Steven hả? Tại sao tôm phú quý bò dân của ông được người ta quan nhìn nhiều quá vậy? Tôi nghĩ câu hỏi tôi thì không được công bằng đâu. Tôi nhất định hỏi những người thực khách tại sao đến đây ăn. Nè em bạn, sao lại thích ăn món phú quý bò dân của tôi anh? Sau khi ăn cái món bò dân phú quý này á, đầu của tôi mình mở lần trước. Mỗi khi đi trong trường tôi đều được 100 điểm. Wow, thật kỳ gớm vậy sao? À, sau khi tôi ăn nó vào thì càng xinh đẹp hơn trước. Sau khi ăn no, bề cao của tôi cao hơn trước, dài to con hơn trước, có lòng tin cũng nhiều hơn. Đây mà. Vậy lần này ông tái xuất giang hồ có phải muốn người dừng lại sự nghiệp không? Lập lại cơ nghiệp hả? Vậy ông có thể cho biết bí quyết thành công về bò dân này không? Rất đơn giản, vì ăn ngon mới lạ và chơi được. Chơi được? Vậy làm sao mà chơi được? Phải rồi, chơi sao, chơi sao? Quả thật em đánh muốn bàn được. Ê, có lộn không đây? Tôi sẽ cầu cái viên này. Thì dùng chơi được đó nha, thì có ý nghĩa. Tôi chỉ không nổi muôn chén rồi. Tôi thì lại không hiểu tại sao nó lại dùng thứ này để phấn đấu vậy hả? Không cần khẩn trương đâu. Thứ này đâu có thành thể thống gì. Phấn đấu đâu có hạn thôi. Chỉ sợ nó có thành tích rồi trả thù tao. Bao nhiêu mà có thể dùng đánh bóng bàn được. Giờ không công ai mà không biết. Đúng rồi. Có phải ăn no rồi té đái hay không? Còn té cứt nữa đó. Là một kỳ Tết. Đúng là kỳ Tết đó. Không ngờ các chị có sự bắt đầu may mắn gì hả? Các chị đem tất cả đồ đạc đi cầm, mở 20 tiệm chi nhánh. Tôi nghĩ là hơi mạo hiểm chút đó nha. Anh cảm thấy mạo hiểm phải không? Vậy thì mình mở 2 tiệm trước đi. Ông Châu à, tuy rằng bước đầu tiên của ông đã thành công, nhưng mà ông cần gì phải mạo hiểm to lớn vậy lần nữa. Anh khỏi nói những lời như vậy với tôi. Anh biết khỉ khô gì, tôi làm ăn cần gì anh dạy. Vấn đề là, ông Châu à, theo kỷ lục của ông hồi trước, nếu như muốn vay tiền ngân hàng của chúng tôi thì thiệt là khó khăn đó. Tôi nghĩ chắc là anh không có lòng tin với bò viên của chúng tôi. Xin thú thiệt, tôi chưa có ăn thử. Tôi không thích ăn mấy cái thứ lặt vặt vậy đâu. Ăn thử coi. Ăn thử coi. Anh tiện tình cho nó mượn tiền. Cảm ơn anh nha. Đừng khách sáo. Ông chủ đi chỉ dạy tôi phải làm theo lời của ông mà. Cái thằng đó nó lên tiếng là tôi biết nó muốn mở chi nhánh rồi. Nó mở chi nhánh khắp đời. Nơi hẹp lớn nhất là Xích Lạc Giác, Sa Đầu Giác. Tiệm bán đấy nhất là Gù Đầu Giác. Quầy, anh có một phong thủy không vậy?
Hey, chắc là anh biết đọc chữ chứ hả? Nè, coi kìa. Đó, thấy chưa? Cái chữ này là chữ tử đó. Nếu muốn gì bao nhiêu cho nó dày đi, để nó chết nhanh chút. Chúc mừng. Cảm ơn. Cảm ơn. Cái gì? Nói lần nữa coi. Tôi đã dùng tiền bạc để sản xuất đồ hộp. Sản xuất đồ hộp? Phải rồi, khắp Hồng Kông có đến 2800 mấy chục siêu thị tiện lợi. Đều sẽ có bán tài liệu và bản đồ vị trí của các cửa tiệm này. Tôi đã cho vào dự tính rồi. Quả thật không thể nào ngờ được. Cần gì phải nói, tao chắc thắng. Minh Hồng Kông là một nơi có thể làm được kỳ tích. Anh chỉ cần cố gắng, mộng tưởng sẽ trở thành sự thật. Lên đây. Hey, anh bạn. Hey, anh bạn. Hey. Anh đã đi đâu vậy hả? Đã lâu quá không thấy tới kiếm tôi. Tôi tưởng đâu anh chết rồi chứ. Tôi đã chết rồi mà. Nhưng anh không phục cũng không được. Tại sao tôi phải phục anh? Anh làm sao ngờ được tôi lại được sống lại được như vậy? Vậy tôi không rồi. À phải à, tôi còn quên chúc mừng anh nữa. Hey, đại khoái lạ của chúng tôi được giải thưởng có gì lạ? Nhưng mà anh với bọn đầu đường xó chợ lấy được giải thưởng mới là lạ đó. Hả? Nói gì? Trên thế giới này sẽ không ngừng có chuyện mới xảy ra như người ta nói. Anh mà không muốn phục cũng không được. Tại sao tôi phải phục chứ? Nếu tụi lấy giải thưởng này thì làm sao có tư cách tham gia cuộc thi đua thần ăn trong tháng sau này? Wow, nói như vậy thì quả thật làm cho tôi phục anh sát đất đó nha. Học giỏi thiệt. Ê, tôi nói vậy không phải là nói tôi giỏi đâu. Tôi chỉ muốn nói cho người ta biết tôi đã làm mất cái gì tôi có thể lấy lại. Nói tất lòng mình sẽ thành công. Nhưng phải cố gắng học làm bếp mới được. Học viện huấn luyện đầu bếp của Trung Quốc. Tôi đã ghi nhớ rồi, ngày mai tôi sẽ ghi tên. Hay lắm. Nhìn thấy ông như vậy tôi rất là vui mừng. Lãng tử hồi đầu đó mà. Nói tiền nha. Lúc trước ông vàng trá bị ổi đề hàng như thế nào? Nếu như ông chịu sửa đổi thì tất cả chúng tôi cho ông cơ hội. Nè, đừng đánh tôi nha. Tôi là người ăn gài nói thẳng, nghĩ gì thì nói đó. Tôi rất quan tâm cho ông. Trong suốt cuộc đời của tôi, tôi chỉ có nhìn làm con mình anh thôi. Ông Châu à, còn cái bộ tướng của anh kìa, thật cất kỳ, thật khả ái hả? Rất hoạt bát, lại biết té cất té đáy nữa. Nhưng không ngờ ảnh rất có tài ăn cướp nữa. Nè, tất cả giải quyết rồi, không có sao. Giải quyết cái gì? Tôi chưa có giải quyết. Tôi đi ra cái nó. Thôi bỏ đi cái tay. Tôi nói cô nha, động đến cái là chém giết. Tôi có kêu đánh nó đâu. Cô phải coi dấu hiệu của tôi mới được chứ. Cô tưởng đây là đường miễu hả? Bụng này không để tôi lên dách được. Ngó gì, đánh luôn cả tôi đi. Quay, mặc kệ cậu. Ổn đi. Các chị quân đệ đường miễu kiếm ăn hết từ mấy năm rồi. Tiếp theo là tụi mình.
phải lên quỹ đạo dọn chỗ ở chứ. Chúc phú quý bò viên của chúng ta mua bay bán đắt. Tôi chúc mừng anh ngày mai về Đại Lục học làm bếp, sớm ngày học xong để về lấy danh hiệu thần ăn. Chúc mừng. Mắc mớ gì tới anh? Tôi nói trời thôi. Hôm nay là đêm cuối cùng mình ở trên con đường này, tất cả phải xem cho kỹ. Ngày mai tụi mình phải ra khỏi con đường này, nhìn xe thế giới. Nghe nói chị gà không chịu đi đó. Gà tây là muốn làm gì đây? Chị gà nói sinh trưởng ở đây thì phải sống ở đây. Thủy chung giờ một thật là điển hình kiếm giờ kiếm loại này. Tôi biết anh muốn cưới cổ đâu rồi. Hồi trước chị gà đẹp lắm đó, té ra lại muốn cổ. Tôi nói thật nha, 3 năm trước gà tây thật rất xinh đẹp à, bởi có một lần đánh lộn với người ta nên mới bị quỷ dùng vậy thôi. Cổ đánh lộn với người ta thì sao? Không có ai nói đến, tôi thật không biết đâu. Về cái chuyện này hỏi tôi đi. Hôm đó chính mắt tôi nhìn thấy thằng Tiêu là tay sai đắc lực của chú Côn đã tới chỗ của chị gà ăn khuya. Nó sẽ lấy cây cờ của chị gà. Xé cây cờ của cổ? Ai dám xé cây cờ của tôi? Anh cố đạo đi, dám lấy cây cờ của tôi làm căn kịch mũi hả? Tổ cho anh, ở đây không có giấy cho anh làm sao? Cô nói gì? Cô thích dùng nó chừa mũi đó, cô làm gì tôi? Hả? Cô biết tôi là ai không? Dám nói với tôi vậy? Đừng xé cờ của cổ, hãy đập tan nát chỗ này đi. Còn dám đánh cả hả? Nó chém thì chỉ một nhát, cái thẹo chạy dài xuống trán tới lỗ mũi. Kìa kìa, ở đằng trước quán đó. Tiếp theo thì ở sau lưng có một nhát đâm tới, trúng ngay cái gân, làm chỉ bị thương dây thần kinh, làm ảnh hưởng tới dây thần kinh não, cái miệng cũng bị méo luôn. Ê, cả đời của chị gà là vậy đó. Cây cờ thiệt là hại chỉ mà. Anh nói cây cờ gì? Là cây cờ của anh đó. Cây cờ của tôi? Là cây cờ thần ăn lúc đó. Đó, thấy chưa? Chị ta dán đầy những bức tranh của anh đó. Đặc biệt là thích cái tấm mà anh bồng đứa trẻ. Chị nói là anh có lòng bác ái, chỉ thật là người ủng hộ trung thành thiên tự đệ nhất của anh đó nha. Thật ra thì chị gà lúc nào cũng ủng hộ cho anh hết. Thần anh. Quay, vậy thì tôi chúc mừng anh. Hả? Trước mặt. Anh nói gì đó trước mặt? Tôi hỏi em nói cái gì? Đã nói đừng nói rồi mà. Thật ra chỉ kêu tôi tìm cơ hội nói cho anh biết. Nhưng anh đã nói rồi thì tôi đi. Tôi không phải chuyện xấu hổ gì. Tôi thiệt là bực tức quá. Ngày mai anh đi một mình trở về Đại Lục rồi, không có ai đi với anh hả? Để tôi đi với anh nha, được không? Taxi. Anh ở đâu vậy? Còn ở đâu nữa, tôi đang ở Đại Lục đây. Tại sao đi dễ dãi vậy? Gà tay đế danh cũng có tình nghĩa mà. Ê, tôi đừng nói những chuyện này nữa. Bây giờ tôi còn chưa kiếm được học viện quân luyện đầu bếp Trung Quốc. Sao lại vậy? Tôi đã kêu người ta hỏi thăm rồi. Phải rồi, phải rồi. Ở đây cái gì cũng có, cầu tiêu cũng có, thiếu lâm tự cũng có, nhưng không có học viện quân luyện đầu bếp Trung Quốc. Tại sao vậy? Con trai của anh hai, của người chồng, của đem ốt, của thằng sầu nói thôi trở về đi. Còn trở về, tôi đang chạy trốn đây nè, anh biết sao? Anh đừng có sợ, gà tay bây giờ không có ở đây đâu. Sau khi anh đi cũng mất hết rồi. Vậy cô đã đi đâu? Thank you.
rồi, bắt được rồi, anh chạy đi đâu á? Ôi, bắt được rồi, bắt được rồi. Tôi đã bắt được anh rồi. Định làm gì? Tôi đem rất nhiều vật dụng hàng ngày cho anh nè. Anh giờ bỏ ra đi như vậy, tôi không chuẩn bị kịp cho anh, nên tôi chuyên môn đem lên đây cho anh. Đồ vật đó mua rồi đó, đừng có lãng phí nha. Cảm ơn cô. Ê, anh phải giúp tôi làm việc này. Nè, anh vẽ thêm hình trái tim ở bên cạnh, rồi vẽ một mũi tên xỏ hai trái tim vô. Cô đừng làm trò này nữa. Vẽ làm kỷ niệm đi, vẽ đi. Cô gà, chúng ta là huynh đệ với nhau. Tôi nói thiệt với cô, làm cho cô ra nông nỗi này á, tôi cũng thấy rất là đáng tiếc, và tôi cũng rất là cảm động. Nhưng mà tôi đâu có muốn như vậy, cô hiểu không hả? Hiểu rồi, tôi đã hiểu mà. Anh vẽ giùm tôi đi, vẽ đi. Tôi vẽ không thành vấn đề, vẽ hình trái tim đâu có khó gì. Nhưng mình á là huynh đệ với nhau, có chuyện gì phải nói với nhau cho rõ. Ui, tôi từ phương xa ngàn dặm tới đây chỉ mà anh vẽ trái tim giùm tôi thôi mà, vậy còn không chịu vẽ? Anh không nghĩ đến tôi đã làm rất nhiều việc giùm anh hay sao? Anh cũng phải nghĩ đến tôi đã đỡ nhiều vết dao giùm anh rồi. Những chuyện đó tôi không phải kêu cô làm giùm tôi đâu. Những vết dao đó cũng phải cô đỡ giùm cho tôi. Vậy thật ra cũng dính dấp gì tới tôi chứ? Nếu nói như cô ai ai cũng chạy đến đói đỡ giùm cho tôi vài nhát, kêu tôi làm thế này thế kia thì tôi phải làm sao? Làm sao đây? Hey, tất cả đều là số mạng, có thì có, không thì không. Nếu không có thì cô đỡ 20 nhát dao cũng không có. Cô đã hiểu chưa? Cô đã hiểu chưa? Bê! Bê! Làm gì nghe đang vậy? Bê! Có được lần tại sao xảy ra trong đêm này? Cổ Tinh Liên Châu sẽ có chuyện lạ. Yên tâm đi, nó sẽ không còn ở trên đời này nữa, đừng lo. Cuộc thi đua thần ăn siêu cấp lần thứ 28 còn một phút nữa sẽ bắt đầu ngay. Trước tiên xin mời trọng tài tối đêm nay là ông chủ tịch Bình Thẩm Mỹ Thực Quốc Tế, được xưng là công chúa mùi vị. Xin mời bà Tiết Gia Yên. Còn nửa phút nữa, theo quy định của đại hội, ai tham gia mà đi trễ sẽ bị quỷ tiêu tư cách và tuyệt đối không có nể tình. Xin mời các vị vào chỗ ngồi. Thật sự không ai tới trễ, xin mời vào chỗ ngồi. Cuộc thi đua sắp bắt đầu, xin mời các vị chuẩn bị. Dù khốn nạn là mình té đáy luôn. Ê, bỗng lận. Tiếm hai, tiếm làm ăn chèo nhanh giùm tôi chút đi. Tôi đã chèo nhanh lắm rồi. Vậy thì biết làm sao? Kìa đây. Ông
A Di Đà Phật. À, xin hỏi ông là ai vậy? Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, pháp hiệu là Mộng Di. A Di Đà Phật. Gió thổi ta đến đây, gió thổi ta đi. Ta chính là bạn thân của Stephen Chow này, để mặt cho ta có được hay không? Làm ơn đi, làm ơn. Hồ vậy, sau khi đuổi những người dư thừa ra bên ngoài, nhớ đóng cửa lại luôn nha, nhớ đó. Đừng có để những người như Lạng Mộng Viên này vào đây, gây rắc rối. Ok, người dự thi đua sau cùng đã tới kịp giờ rồi. Tôi xin tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Dịch bất động, chúng ta bất động. Còn nữa, vừa bay vừa đạp ở trên nước có phải nồng nọc hay không? Vị thí chủ này đã trở thành tục già đệ tử của Thiếu Lâm Tự rồi. À! Thiếu Lâm Tự. A Di Đà Phật. Chỉ có một chữ là duyên. Thí chủ đã có duyên với Phật, bần đạo cũng vì lòng từ bi bác ái nên tôi nhận thí chủ này. Nam Y, thí chủ đã bị một loại cây có độc làm bị thương. Bây giờ mai là chất độc còn chưa đi đến Nguyệt Bách Hội. Nếu như chất độc đã đến thì thí chủ chết rồi. Thôi, bần đạo đã nút chất độc của thí chủ sắp hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại chỗ này thôi. Vậy để cho bần đạo hút nó ra đi hả? À, sư phụ, tránh ra đi. Hả? Nếu thí chủ không cho ta hút thì ta cũng không miễn cưỡng thí chủ đâu. Thí chủ chết chắc. Phương Trình là người rất hẹp hòi. Bần đạo rất ghét người ta nói xấu sau lưng bần đạo. Bị loại. Bây giờ là tuyển thằng ăn, không phải là tuyển thằng nghề trong bàn xiếc. Thằng ăn ngoài trừ nấu ăn rất ngon, hình tượng cũng rất là quan trọng. Như anh mà muốn làm thằng ăn hả? Không có dễ vậy đâu. Mười tám người đồng của Thiếu Lâm Tự. Phải, 18 người đồng của Thiếu Lâm Tự. Người đắc tội với Phương Trượng, người muốn chạy hả? Dễ dàng gì? Ao! Tại sao? Coi cái thứ của anh nhờ, cha anh mới chết hả? Mặt mày ủ rũ, về nhà nó mới đáng anh đi. Get out!
Tại sao? Muốn làm một vị thần ăn, chủ yếu là phải chuyên tâm nhất trí. Tôi chỉ mới làm một chút ít động tác, các người đều ngừng tay để đứng xem. Như vậy còn thể thống gì nữa? Thiệt làm tôi thất vọng. Out, đi ra. Nếu như cứ đuổi người ta ra hoài, tôi e là không còn ai theo đuôi nữa đó. Tôi biết làm sao rồi. Phải tập trung tinh thần, ung dung làm việc, từ đầu đến cuối không thèm ngó tôi một chút nào. Chỉ có hai người dự thi này mới có đủ tư cách mà thôi. Tại sao giết người ta? Lâu dạy cho tôi. Bởi vì tôi thích. Bỏ đao giết người, lập địa thành Phật. Bữa nay tôi cũng làm Phật, nhưng mà làm Phật giấy tường. Thì ngẫu nhiên tôi cũng làm món Phật giấy tường đó. Thôi đi được không? Tưởng là nhường tóc bạc và quần áo xưa là có phương pháp hay sao chứ? Dạ. Ông muốn được làm thần ăn hả? Chờ kiếp sau đi. Chỉ tiền kiếm đồ lông chậm. Đao pháp rất giỏi. Tôi sợ ma quá vậy. Giải lồng thập phát sao? Đã cổ bản. Đào pháp rất giỏi. Tôi phải nói, ông sao chém của tôi? Lại có chuyện gì sao? Tôi làm cái gì á thì ông làm cái đó. Đâu phải vậy. Nè, ông thấy chưa? Thi đua là vậy mà. Thí dụ như bơi lội và chạy bộ đều có động tác như nhau đó mà. Có gì phải phản đối? Phản đối vô hiệu. Hả? Cảm ơn. Coi mày còn tay đâu mà chớp. Là sống dao thôi. Chỉ là sống dao hả? Mày tiến tới học viện đầu bếp Trung Quốc. Đừng giả bộ nữa. Học viện huấn luyện đầu bếp Trung Quốc là nhà bếp của thiếu lâm tự này. Cũng như tình bản đồ lén trốn từ thiếu lâm tự. Đục lý nào như vậy? Ta học 10 năm mà chỉ học con thẻ thôi, có lý nào giỏi vậy? Về chuyện này có ai có thiên tài? Con mẹ tụi nó. La mười. Nếu tôi có la bồi là tôi lớn hơn phải không? Phải rồi. Tôi đánh có đầm. Đầm hả? Anh bạn à, chừng nào tôi mới có thể đi ra khỏi chỗ này hả? Đánh la này, trừ phi là phương trưởng đồng ý cho anh ra. Vậy thì chừng nào phương trưởng mới cho tôi ra khỏi chỗ này vậy hả anh bạn? Nè, anh coi, cái ông già đó lúc 13 tuổi đắc tội với phương trưởng rồi. Phải, ông bị giam tới bây giờ chưa ra được đó. Vậy thì sao? Hỏi làm gì nè? Anh có bài lớn thì đánh ra đi. Mình đang chơi bài mà. Lần này anh thua chắc rồi. Mẹ nó, thiệt khép đất người ta quá lớn. 18 người đầu của thiếu tử. Ta còn những học được bí quyết đấu đạn ở nhà bếp của thiếu lập tự. Ngoài ra ta còn học được võ công thượng thừa của 18 người đồng này nữa. Cả 8 người đồng này ở quả thực danh bất hư truyền. Ta cũng tin. Khinh công rất là giỏi. Chỗ kỳ diệu nhất của khinh công là có thể làm cho một người cân nặng như một con hải cẩu, có thể bay cao như một con chim ó. Ngoài ra còn có thể là điếc tài. Cái ghế xếp này rất là
cái việc của cái ghế xếp này là có thể ở trong nhà dân cư lấy lúc nào cũng được, còn có thể ngồi trên ghế này để che giấu xác người, dù bị cảnh sát bắt cũng có thể tố cáo được, có thể nói nó là hàng đầu bảy thứ vũ khí. Chờ đây. Ê, đánh thêm vài cái được rồi, chỉ còn 3 phút thôi, mau tranh thủ đi. Nguy gì? Sao nó nguy? Phật giấy thường làm sao có thể nổ được? Không cho phép vậy đâu. Đáng lẽ phải đào thải anh đó. Nhưng nghĩ tới sáng kiến của anh rất là có ý nghĩa. Nè, chỉ còn có 2 phút thôi, làm lại cái khác đi, mau lên. Chỉ có 2 phút làm cá sống thì còn được, mày chịu thôi đi. Ê, nội công rất giỏi, anh ta lại biết dùng nội công tăng gia đề cao tôn đồ, làm cho Phật nhảy tường vốn cần phải nấu thời gian đến 49 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ cần có 2 phút là nấu được rồi. Xin hỏi đại sư, cả đời này đại sư ăn món gì gọi là ngon nhất? Thí chủ, vấn đề này thí chủ phải tự hỏi lấy mình. Phải tự hỏi tôi? Phải. Đại sư, ông đang nói chuyện với ai đó? Đây gọi là thiên lý truyền âm. Là cú ấp chụp kính. Sai, chiêu này là ảm nhiên tiêu hồn thủ. Ảm nhiên tiêu hồn thủ? Chiêu này là một chiêu thức tự sáng tác do thí chủ tự mình nghĩ ra. Có một hôm bần đạo ngó thấy thí chủ đang ảm nhiên ngồi đó ca hát. Chỉ có một đêm thí chủ đã bạc đầu, tình thâm nghĩa trọng. Thế gian tình thị hạ, dập trực giáo sinh tử tương hướng đồng đạo. Thấy thí chủ si tình như vậy nên bận đạo mới tha cho thí chủ. Không ngờ đại sư cũng còn nặng về tình cảm. Chưởng tới giờ rồi, cuộc thi đua hoàn tất.
thơm quá. Wow, thơm đáo quá. Phải. Thiệt là ngon. Cái này gọi là siêu cấp du lịch phần giấy tường. Tốt, tốt, tốt. Cái loại vật nhảy tường do nội công nấu chín này không những dùng rất đúng lửa, ngoài ra nước canh đặc không thấy chán, uống vào miệng không thấy ngán. Để chín thứ tài liệu này đều là cực phẩm, tất cả cộng lại có đến 81 sự biến hóa, không những mùi vị từng lớp khác nhau, huống chi còn có thể hòa chung nhất thể, quả xứng danh là siêu cấp vô địch hải cảng Phật nhảy tường. Còn chén này là ảm nhiên tiêu hồn phản. Mày còn dở trò nữa hả? Cơm xá xíu, nói cơm xá xíu đi. Chi tiêu kép đà nó cũng lắm bánh được hai mấy đồng chén thôi. Còn ảm nhiên gì nữa, tiêu hồn gì? Đừng múa rìu qua mắt thợ. Quang đường, tôi mạo muội nói một câu cho anh biết, ở trước mặt của tôi không ai dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Anh làm ơn yên lặng đi. Bao giờ được ăn xá xíu ngon vậy đâu. Chất nước trong xá xíu này thấm nhuần vào trong chất thịt, cũng như giang hà hối tụ vậy. Và những gân trong thịt bị nội công đánh đứt nát, để vào miệng cắn ăn rất là ngon. Phối hợp với trứng gà và quả dân chưởng nấu trong lòng bàn tay, mỹ vị của cục xá xíu này quả thật trên đời này không có cái gì có thể hình dung được đâu. Tại sao vậy? Tại sao có thể làm được cơm xá xíu ngon như vậy? Về sau tôi không ăn được thì phải làm sao đây? Sao lại như vậy? Tại sao tôi lại chảy nước mắt như vậy? Tôi có một sự cảm giác rất đau thương. Là củ hành. Tôi cho thêm chút củ hành. Quả thật là hết chỗ nói. Té ra là củ hành. Chén cơm này khi ăn vào cảm động đến chảy nước mắt. Hèn chi gọi là ảm nhiên tiêu hồn phản. Quả thật rất ảm nhiên. Quả rất tiêu hồn. Quả thật là rất ngon. Chỉ tiếc là nếu chồng của tôi không hay chơi bời lêu lỏng, bị bắt quả tang trên giường, còn tôi thì đam mê cờ bạc, bị người ta bắt được, tôi chơi gian lận. Càng thê thảm nhất là kêu đại ca đi. Đại ca, cái con cưng của tôi cũng bị tụi nó lôi kéo vào xã hội đen. Tôi có nhiều nhược điểm nên tụi nó uy hiếp tôi. Thần ăn đêm nay là Đường Ngu. Đường Ngu của thần là thần ăn. Yeah, wow. Thật ra nó có thần ăn gì hả? Anh nói gì? Có lẽ ai cũng đều là thần ăn. Anh nói gì? Đừng nói nhiều nữa, ban thưởng đi. Bạn trai, bạn gái, chỉ cần phải dùng tâm. Anh nói cái gì? Mọi người đều có thể là thần ăn. Mày tôi nói đi rồi hả? Kêu xe của tôi cho nó đi. Thần ăn quý vị. Bị 36 kiếp 72 nạn, hôm nay người đã lãnh ngộ được căn nguyên của ăn uống, chân chính đắc đạo. Chén cơm mà người mới nấu hồi nãy biểu lộ chân tình, cả đến Ngọc Đế cũng cảm thấy rất cảm động. Tuy rằng người đã phạm sai lầm, tiết lộ thiên cơ, đáng lẽ phải bị phạt, nhưng nghĩ đến người có mối tình thâm,
nên chúng tha ngươi một lần. Steven, mày dám bỏ nhiều vốn liếng kêu người ta giả làm thần tiên hả? Được, bây giờ mày thử kêu thần tiên tới đi, để cho chúng ta coi thử coi. Ha, thần tiên đâu? Thần tiên đâu? Thần tiên đâu? Ngươi là con chó đâu? Thần tiên 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 đâu? Thần ngươi cũng muốn bắn thử hả? Không có, không có, không có. Không bắn mất tôi đâu. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi mà. Những người đây tôi hoàn toàn không quen biết. Đặc biệt là lấy súng bắn loạn xạ tôi không quen đâu. Không quen biết đâu. Nói vậy ngươi còn tệ hơn là con chó. Chú của tôi biết là con chó rồi. Quá quen được sao không thấy nào có chuyện gì chứ? Chỉ là ảo tưởng thôi, không có chết tao đâu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đã đến lễ Noel rồi phải không? Trán anh có triệu thiên cốt, cặp mắt anh có tia sáng, anh là thần tiên tái thế. Ở đâu mà có nhiều thần tiên vậy? Có chứ, người ta nói ngước đầu lên ba thước có thần tiên, thật ra thần tiên đại đường kìa. Đó, ông già Noel cũng là một vị thần tiên. Cô càng nói càng khó tin à. Ê, khoan, không thích chuyện thần tiên, tôi nói chuyện hôn nhân nè, xòe tay ra, hôn nhân là do trời định. Có chuyện gì thật sao? Không thể như vậy. Thiệt vậy, chúng tôi không đi xem anh thi đâu á, là tại cổ ngăn cản lại, sợ á anh phân tâm. Phải, đâu phải vậy. Thiệt vậy đó, viên đạn đó bị cái răng vàng của cổ đỡ lại à, cổ không những không chết hả, bác sĩ còn đổi lại hàm răng cho cổ, thuận tiện ủi lại da mặt cho cổ, bây giờ nó xinh đẹp. Đâu phải vậy. Thiệt, cổ đó ở bên kia kìa. Sao tao có được không? Quay, con có được hay không? Anh phải nói là chứ. Chuyện đã vậy cần gì phải nói nữa. Trả lại em nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.